nói bất hủ của mẹ Teresa thay đổi góc nhìn vào cuộc sống của bạn. Mẹ Teresa là một nữ tu công giáo và nhà truyền giáo người Albania. Bà đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Với lòng nhân ái vô bờ bến và tình yêu thương bao la, mẹ Teresa đã trở thành vị thánh của những người nghèo khổ. Sau đây là những câu nói truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới, khuyến khích mọi người yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, của mẹ Teresa. Về tình yêu, hãy mỉm cười với nhau, vì nụ cười là sự khởi đầu của tình yêu. Hành động nhỏ bé của tình yêu có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao. Tình yêu là trái tim của mọi tôn giáo, mà mỉm cười là chìa khóa mở ra trái tim. Nên hãy cứ yêu thương cho đến khi bạn không thể yêu thương nữa, và rồi hãy bắt đầu lại. Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, thì hãy cứ làm nhiều điều nhỏ nhặt với một tình yêu vĩ đại. Mỗi người đều có thể làm được điều gì đó, và tất cả chúng ta có thể đều làm được điều gì đó lớn lao. Hãy cho đi và bạn sẽ nhận được, đừng tính toán. Về niềm tin, niềm tin là hy vọng khi mọi thứ dường như vô vọng. Niềm tin là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Niềm tin là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trong bóng tối. Niềm tin giúp ta tha thứ cho những lỗi lầm. Niềm tin giúp ta chữa lành vết thương lòng. Niềm tin giúp ta sống trọn vẹn từng phút giây. Niềm tin giúp ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống mà chúng ta đang sống. Niềm tin là điều cần thiết để bắt đầu, nhưng hy vọng là điều cần thiết để kiên trì. Hãy cầu nguyện cho đến khi bạn tin tưởng. Sau đó, hãy tin tưởng cho đến khi bạn không cần phải cầu nguyện nữa. Và hãy tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ luôn làm được điều bạn muốn. Về cuộc sống, cuộc sống là một món quà quý giá, hãy trân trọng nó. Cuộc sống là một cơ hội, hãy nắm bắt nó. Cuộc sống là một hành trình, hãy tận hưởng nó. Mục đích của cuộc sống là yêu thương và được yêu thương, vì vậy hãy sống trọn vẹn từng phút giây của cuộc đời. Hãy trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy tha thứ cho người khác. Tha thứ là điều cần thiết để có được sự bình an. Hãy cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Về hạnh phúc, hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Nó đến từ chính hành động của chúng ta. Hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong. Hạnh phúc là sự bình an nội tâm. Hạnh phúc lớn nhất là được cho đi chứ không phải là nhận lại. Hãy biết ơn, hãy trân trọng những gì bạn có. Hãy khiêm tốn, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn hơn người khác. Hãy yêu thương kẻ thù, yêu thương là cách tốt nhất để chiến thắng hận thù. Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất là tình yêu. Hãy cho đi cho đến khi bạn không thể cho đi nữa. Hãy yêu thương cho đến khi bạn không thể yêu thương nữa. Hãy hy vọng cho đến khi bạn không thể hy vọng nữa. Hãy tin tưởng cho đến khi bạn không thể tin tưởng nữa. Hãy tiếp tục cho đến khi bạn không thể tiếp tục nữa. Hãy cầu nguyện cho những người bạn yêu thương, và cũng đừng quên cầu nguyện cho những người bạn không yêu thương nhé. Và còn điều này, nếu ta tự nhận thức được, cuộc sống sẽ viên mãn hạnh phúc hơn. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn khi chúng ta sống vì người khác. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Bạn luôn nghĩ mình không có gì để giúp đỡ ai cả, nhưng sự quan tâm của bạn đã là sự cho đi rất ý nghĩa rồi. Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Lòng tốt không chỉ là hành động, nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là mọi thứ làm cho người khác ấm lòng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.